cái lúc mà sinh bé ra mà bé bị mắc, tức là hai vợ chồng rất là buồn về cái chuyện bé bị như vậy. Và đêm thì cứ nằm cứ là thổn thức, nó giờ con bị vậy rồi mình phải làm sao. Rồi là hai vợ chồng mới quyết định là thôi giờ bán nhà để mà yên ngủ mắt cho con. Mà đi về là bé lại không có chữa được nữa. Thành ra là ông chồng buồn lắm, ông chồng là bị stress, bị stress luôn mà phải uống thuốc luôn đó. Rồi có khi là nghĩ nó hay là thôi giờ có lúc mà ngồi trên máy bay mà bay qua Mỹ á, nói trời ơi, hay là bây giờ mình lái trời sau tai nạn hay gì đi, mình chết hết đi, chết cả ba đứa. Chứ giờ để con mình nó sống như vậy tội nghiệp nó, mà mình thì cũng không có cứu vãn gì được cho con hết. Thì nói chung là rất là thương con. Tinh tinh phong sầu phim rồi ca phong, chiều em nhìn phía xa mây vàng, dục lòng ta sao khúc ca với đàn. Một chiều mưa ta hát vang mưa rơi, rồi cùng ta mưa đón cho tươi đời. Một ngày nắng ta hát vang nắng tươi, đàn cầm bay say sưa hát là nguồn vui. Xuống sẽ tập về cùng tiếng hát tình cười, thật ta một người ngoài đóng được cái lời, hay ta cười là số sẽ tới mời người ơi đàn đi. Trời về chưa ngồi dưới hàng cây xoan, nhìn bao la đồng ngõ xa xăm, đàn hoa quang tựa sóng xô đến bờ. Đường về thôn em bé vui vô ca, dù hồn thơ tha thiết yêu quê nhà, đàn cùng ta giao khúc ca trai vơi. Nhạc còn vang nhịp nhắn ngàn ơi, cho hỏi thăm là bé học lớp mấy? Dạ con là sinh viên khoa thanh nhạc nhạc nhẹ và kết hợp với opera. Là con cũng xin học bổng, con cũng muốn cần học bổng để đóng tiền học á. Muốn xin để đóng tiền học cho đi chú. Đi cô quẹo đi. Không con đứng lại, con ngồi dắt con. Là đóng tiền học gì nữa con? Nhạc viện. Đóng khoảng bao nhiêu tiền? Học kỳ 2 là 6 triệu rưỡi. Thì để chú tìm sang nhà nhá, xong rồi chú nói chuyện với mẹ. Thường mấy giờ buổi tối thì mới có người ở nhà? Thường là buổi tối là sau khi mẹ con đi làm về cỡ 7 giờ tối là mẹ con có mặt tại nhà. Ok, rồi. Hai mẹ con mới đi từ quận 8 lại. Mẹ đang cột tóc cho con gái yêu đây. Mẹ đợi con chút, con để điện thoại chế độ im lặng nha. Thưa các cô bác anh chị, hôm nay là chủ nhật ngày 2 Tây tháng 4 năm 2023. Thì Tuấn Dương có hẹn gặp hai mẹ con của bé Việt Hoa. Mà cách đây ít ngày, Tuấn Dương có thực hiện một cái chương trình là phát quà giúp những người khiếm thị ở quận 10. Dạ, chào hai mẹ con ạ. Dạ. Vâng, và con xin được kính chào chú Dương và Việt Hoa. Xin được gửi lời chào đến tất cả các quý vị khán giả đang xem YouTube. Có một lời chào và... có một nhiều sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất ạ. Rồi, cảm ơn con. Nhớ cứ chào như đang ở trên sân khấu ấy.
Dạ, dạ em chào chị. Dạ thưa chị là mẹ của bé Việt Hoa. Dạ. Dạ thưa là cho em hỏi thăm là bé nhà chị là bị khiếm thị từ khi nào? Dạ bé bị từ nhỏ. Dạ. Từ bé nhỏ. Bẩm sinh. À, rồi. Bé bị sinh non. Bị sinh non. Rồi bé bị bệnh bong võng mạc mắt á. Bị bong võng mạc mắt. Dạ. Rồi thưa chị là bệnh đó thì có chữa được không? Dạ không. Bệnh em chữa nhiều lắm rồi không chữa được. Là bác sĩ các nơi bác sĩ đều nói không được, tại vì bệnh này nó xuất phát ở trong dây thần kinh á. Cái điểm mà tiếp nối giữa cái dây thần kinh và cái tức là cái đường truyền á. Dạ. Đứt đúng không? Đại đoạn nó bị đứt cái dây thần kinh dẫn từ não tới mắt nên là nó không nhận được tín hiệu. Dạ, đúng rồi. Từ cái võng mạc. Vâng. Thì như vậy là bé bị từ nhỏ lúc sinh ra là đã bị rồi. Rồi thưa chị thì kể cả bây giờ ví dụ cái việc mà ví dụ như có người hiến mắt hiến giác mạc cũng không được luôn đúng không? Bé không phải bị bệnh giác mạc mà bé bị bệnh võng mạc. Võng mạc, nhưng mà ý là ví dụ như thay một con mắt mới hoàn toàn cũng không được luôn đúng không? Khoa học bây giờ người ta chưa có chưa đạt tới cái trình độ đó. Mà cái chỗ dây thần kinh đó. Là giác mạc thì được, giác mạc thì bây giờ là người ta lấy cái tế bào chân răng rồi người ta cấy người ta nuôi rồi người ta gắn vào cái giác mạc á. Vâng. Thì được, nhưng mà bé không phải bị giác mạc. Vâng. Bé bị đại loại là cái dây thần kinh để truyền tín hiệu đấy nó bị rồi. Thưa chị thì chị được mấy cháu? Dạ em được 2 cháu ạ. Rồi thì đây là cháu Việt Hoa này lớn hay bé? Lớn. Dạ lớn, còn một bé nhỏ 12 tuổi. Bé nhỏ thì có nhìn thấy bình thường? Dạ bé nhỏ thì bình thường, bé nhỏ sinh bé bình thường á. Bé bị bệnh là gọi là bệnh võng mạc của trẻ sinh non, tức là hồi xưa bé bị sinh non. Vâng. Rồi bé bị cái bệnh đó. Vâng. Tức là cái bệnh đó là nó chuyên môn tấn công vào trẻ sinh non. Rồi khi mà chị sinh bé ra thế thì chị có cảm thấy có buồn không? Dạ buồn lắm chứ. Em hai vợ chồng sinh ra thì bị bé biết bé bị như vậy ra là hồi đó ba mẹ cho cái nhà, hai vợ chồng cũng bán nhà. Bán hết đi để chữa cho bé. Đi Mỹ chữa mắt cho bé đó chứ, đã từng đi Mỹ mổ mắt. Vâng. Chữa mắt cho bé là coi như là về là nợ tùm lum hết trơn. À. Dạ bây giờ mấy mẹ con cũng đâu có nhà ở đâu. Ba bé thì mất rồi. Ba là sao mất thưa chị? Dạ ba bị tai nạn mất. Ba bị tai nạn mất, vậy là mình chị nuôi hai cháu. Dạ, bây giờ một mình em nuôi hai cháu. Rồi thưa chị giới thiệu chị là giáo viên. Dạ em là giáo viên của trường Nguyễn Hữu Chiểu. Thì từ cái lúc mà bé mổ mắt về, bé không có thành công thì em cố gắng em học để em vào trường Nguyễn Hữu Chiểu. Em làm với mục đích là chăm sóc con, với lại là mình cũng dạy những cái bé mà họ cùng với bé. Tức là chị có một cái sự đồng cảm với trước tiên là con của mình. Dạ. Thứ hai là chị muốn học để dạy con này, rồi là chia sẻ những cái kinh nghiệm. Dạ. Cho những cái bé khác đúng không? Hèn chi mà thấy bé chị rất là lanh. Dạ. Rồi thưa chị thì hiện nay cháu Việt Hoa là bao nhiêu tuổi ạ? Dạ bé sinh năm 2003 đó anh. 2003. Dạ. Năm nay là năm nay con được 20. 20 tuổi. Chú hỏi có người yêu chưa? Có chưa? Mình chơi thôi chứ làm gì chút, thì con phải tập trung cho việc học mà quen bạn qua mạng chơi vậy thôi. Quen qua mạng chơi quen rồi. Qua nhóm. Rồi trên Messenger. Rồi chừng nào yêu thật? Làm sao con biết được? Chưa biết, tình yêu chưa rung động tới cỡ đó à? Rồi chú hỏi con cho vui rồi. Thế chị cho em hỏi thì cái trong cái quá trình mình nuôi dạy bé mà bé không có thấy đường đấy thì mình có gặp những cái khó khăn gì không? Rồi bản thân bé nó có những cái phản ứng gì mà khiến mình nhiều khi mình không xử lý được không? Có chứ. Cái lúc mà sinh bé ra mà bé bị mắt, tức là hai vợ chồng rất là buồn về cái chuyện bé bị như vậy. Và đêm thì cứ nằm cứ là tổn thức, nó giờ con bị vậy rồi mình phải làm sao. Vâng. Rồi là hai vợ chồng mới quyết định là coi giờ bán nhà để mà đi ngủ mắt cho con. Vâng. Mà đi về là bé lại không có chữa được nữa, thành ra là ông chồng buồn lắm, ông chồng là buồn
vâng. bị stress luôn mà phải uống thuốc luôn đó. Vâng. Rồi có khi á là nghĩ nó hay là bao giờ có lúc mà ngồi trên máy bay mà bay qua Mỹ á, nói trời ơi, như là bây giờ mình lái trời sau tai nạn cái gì đi mình chết chết hết đi, chết cả ba đứa. Chứ giờ để con mình nó sống như vậy tội nghiệp nó, mà mình cũng không có cứu vãn gì được cho con hết. Thì nói chung là rất là thương con. Rồi thì rồi cái từ từ cái việc đó nó cũng qua, tới khi mà mình về lại Việt Nam thì mình thấy là mình có con mình nó không chữa được rồi. Vâng. Thì bắt đầu mình đi tìm hiểu thì mình biết được là Trường Nguyễn Hồng Chiểu là cũng có nuôi dạy những đứa trẻ mù. Vâng. Thì mình đi tới đó mình thấy là các thầy cô trong đó thậm chí thấy có thầy chính thị cũng là có gia đình. Vâng. Rồi cũng có con có cái thì thầy mình thấy là ô cuộc sống của người khiếm thị người ta cũng có thể sống được bình thường. Vâng. Cho thấy là mình nói thôi bây giờ mình sẽ cố gắng mình về mình đi học. Vâng. Mình về mình cố gắng mình vô trong trường của mình kiểu mình làm để mình giúp cho con và rồi giúp cho các bé khác đúng không? Dạ. Mình cũng tìm hiểu được cái cuộc sống của người khiếm thị. Vâng. Thì là bắt đầu từ lúc đó là mình quyết tâm mình theo thì mình đi vô trường để mình chữa rồi bắt đầu là mình cuộc sống của mình là bây giờ là gắn liền với lại người khiếm thị. Dạ. Nhưng mà trước đó thì chị làm nghề gì? Trước đó thì là cũng là giáo viên nhưng mà là giáo viên bình thường thôi chứ không phải là giáo viên trường đặc biệt. Vâng. Thì về lại thì bắt đầu mình mới là đi học mở thêm một cái lớp giáo dục đặc biệt. Vâng. Đại học sư phạm về trường để mình chữa làm. Dạ. Dạ. Rồi em cảm ơn chị. Rồi bé Việt Hoa cho chú hỏi thăm là thì trong cuộc sống ấy, thì có cái lúc nào mà con cảm thấy bế tắc rồi con cảm thấy khó chịu? Dạ thì cũng có đi thì con cũng có một chút là lâu lâu thì tóc của con nó hay nổi nóng rồi nó có những cái cảm xúc và nó bất thường mà con không thể làm với nó được. Bởi vậy là do là em của con là nó hay có những cái hành động trêu con à? Con. À chọc ghẹo con. Chọc ghẹo con cho nên con mới tức. À. Nhưng mà dù có tức đến cỡ nào thì con vẫn giữ được bình tĩnh. À. Con đang tập lại cái tính của con là để giữ được bình tĩnh để sau này lỡ mà ra đời con sống được với lại Rồi thế cái chú thấy con hát rất là hay thì cái lý do sao mà con lại phát triển cái con lại đi theo cái ngay tài năng là hát đó? Dạ từ lúc con khoảng 3-4 tuổi thì con có thể cảm nhận được nhạc từ âm thanh. Thì hồi đó thì sinh nhật của con hồi lúc đó là rơi vào ngày 22 tháng 4 ở năm 2006 là 7 đó, tại vì các con có nhớ nào là có người tặng cho con một cây đàn đồ chơi. Rồi sau đó là con có rất là nhiều đĩa của bé Xuân Mai đó là con mở đầu máy lên. Con mở đầu đĩa lên rồi con nghe và con hát theo, cũng có khi thì con đánh đàn theo nữa. Nhưng mà sau này con mới biết là cây đàn đồ chơi nó rất là nó không đủ để mà đánh cho nên là con mới vừa học hát vừa học đàn piano và sau này con cũng muốn là đi làm để kiếm tiền giúp đỡ gia đình. Thì cái mơ ước mà lớn nhất của con thì con muốn trở thành con muốn làm cái nghề gì? Dạ con sẽ cố gắng học trung cấp ở Nhật Viện cho hết rồi con sẽ liên thông lên đại học. Rồi. Để sau này con có thể đi làm phụ giúp cho gia đình và con muốn là trở thành một giáo viên dạy âm nhạc, dạy đàn và dạy hát cho các em học sinh được có hoàn cảnh như con. Thì con cái ước mơ của con như thế thì mẹ con có ủng hộ không? Mẹ có đồng ý không? Dạ, con nghĩ là mẹ con sẽ đồng ý với cái ý kiến của con tại vì con có nói chuyện với mẹ con. Từ nhỏ thì nói chung là khi bé đi học á là cứ mình đâu có biết gì thì bé học cái gì mình học cái đấy. Bây giờ vẫn vậy. Bây giờ là khi mà bé học nhạc á, tại vì các thầy cô sáng á, các thầy cô không có biết đường dạy cho người khiếm thị. Vâng. Thế là mình cứ phải là đi tới gặp thầy khiếm thị rồi mình học từng nốt mà nhạc chữ nổi á, rồi mình về
khi mà vô trong lớp á, các thầy cô dạy nhạc cho bé, các thầy cô dạy như không đọc nốt không được á, và mình phải lại học nốt chữ sáng từ các thầy cô, rồi mình về mình học nốt chữ nổi từ thầy chính hiệu, rồi mình chỉ lại cho bé. Nó là bé học rất là khó khăn, tại vì sự mà kết nối giữa người sáng và nó có một cái khoảng cách, đúng không? Giống như nhiều khi thầy thì cứ truyền đạt kiến thức cho xong, nhưng mà cái cảm nhận của các cháu như thế nào thì nhiều khi tức là người ta học bằng cái đôi tai, còn thầy thì nhiều khi thầy dạy bằng tất cả cái giác quan của thầy, đúng không ạ? Thì thưa chị, như này em thì cũng trước mà giúp những cái người khiếm thị thì em cũng giúp cũng khá là nhiều. Thậm chí là em nói chị là cũng có những cái tài năng, rồi sau nhiều khi họ cũng nghĩ là họ còn định quay lại họ trả thù em nữa. Nếu mà chị coi trên kênh thì chị đã biết, nhưng mà đặc biệt nói thế này, em thì em muốn là giúp các cháu mà nó có một cái tương lai, và em rất thích giúp các cháu mà có cái việc học để thì em thấy là nếu như ở đất Sài Gòn này mà một người, một gia đình mà nuôi hai cháu ăn học, tức là hai vợ chồng mà nuôi cháu ăn học ấy, thì cũng đã là cái khó khăn rồi. Mà bây giờ còn có một mình chị mà phải nuôi cả hai cháu như thế thì chắc chắn là cái sự khó khăn nó sẽ nhân lên gấp nhiều lần. Thì cũng hôm trước ấy, có một bác ở Cali, nếu mà gọi là ông thì đúng hơn, thì ông có về, ông cũng có gửi em một ít tiền để giúp các cái hoàn cảnh khó khăn, trong đó là ông cũng muốn là giúp với cái người khiếm thị. Thì em có nói là vậy thì bây giờ tức là ông thì cho toàn quyền quyết định, thì em có trao đổi với ông trước rồi đó, thì ông có nói là thôi thì tùy con. Thì bé có nói là cần cái số tiền là khoảng 6,5 triệu để đóng học phí cho cái học kỳ 2. Thì hôm nay em xin phép được trao cái số tiền đó cho chị và cho cháu. Dạ, thì bé có biết đếm tiền không? Dạ, cái này thì phải con phải nhờ mẹ, tại vì cái nhận dạng tiền thì con không thể nào nhận dạng được, tại vì những cái tờ mà lớn quá thì kích thước nó gần giống như nhau, cho nên là con có phân biệt được. À, kích thước. Ví dụ như là tờ 10.000, 20.000 hoặc 50.000 con có thể phân biệt được. À, 10.000, 20.000, 50.000 phân biệt được. Thôi bây giờ cũng thử nhá. Bây giờ con với chú chơi trò chơi, nếu mà con đoán đúng á thì con đoán đúng hết ấy, thì 100% cái số tiền 6,5 triệu thuộc về con, còn con cứ đoán sai một cái thì mất 10% thuộc về chú, được không? Thôi này thôi, bỏ luôn đi, tại vì con dở phân biệt tiền lắm. Dở phân biệt á? Đó, thế thì chú lại lỗ à? Hả? Không cho chú chơi à? Sợ á? Thôi bây giờ thử nhá. Thôi vậy bây giờ không mất phần trăm nào con chơi không? Dạ. À, không mất phần trăm thì mới chơi á. Đây bây giờ chú có một cái tờ tiền này mà bây giờ chú không có nói mệnh giá, thì bây giờ con thử coi xem là cái đồng tiền này là trị giá bao nhiêu. Đây con giơ tay phía trước này, con coi nè, coi con biết tờ này nó cũng hơi nhỏ. À, nó hơi nhỏ đây nè. Ừ, nó hơi dài dài một chút. Ừ, đó là tiền gì, đó là tờ bao nhiêu, 50. À rồi, trời ơi, thế mà nãy ông chơi giỏi rồi. Rồi tờ này là 50 đúng không? Rồi bây giờ tờ khác nhá. Đây để chú lấy một cái tờ tiền này này. Đây, cái tờ tiền này xem có phải là tờ, có phải là tờ 10.000 không nhá. Bây giờ nhá. Rồi này. Dạ. Đây là tờ bạc lẻ, không phải là cái tờ chẵn, đây là tiền giấy, không phải là tiền polymer. À, chắc không, con đoán không nhầm là cỡ 2.000 hoặc 5.000 gì đó. À, gọi là tờ này 2.000 hoặc 5.000 đúng không? Rồi, được. Con biết là cỡ 2.000 hay 5.000. À, hoặc là 1.000. À, rồi, được rồi. Rồi, đây để chú coi là tiền giấy 2.000 hoặc 5.000 đúng không? Rồi, để thử tiếp nhá. Đây, cái tờ này này là mệnh giá nhiêu tiền? Để nó nhỏ quá à. Ừ, cái này chắc 1.000 quá. Ờ, chính xác luôn. Rồi bây giờ tờ khác nhá.
Đây, tờ này xem có phải là, hình như tờ này là chú đang phân vân là 100 hay 200 ngàn này. Nè, để con thử. Cái này để con coi coi. Ừ. Cái này nó cũng hơi lớn. À. Số tiền này nó cũng hơi lớn. Nếu như con đoán không nhầm là nó có kích thước giống nhau là cỡ 100 hoặc 200 ngàn. À. Cho nên là con đoán tại. Mà là 100 hay là 200 nào? 100. Hay là 200 gì con có biết đâu. À. Con nghĩ 200 á. À. Rồi, rồi thôi được rồi. Thì đấy thưa các bạn là chỉ một cái rất là đơn giản, nhưng mà đối với những cái bé khiếm thị đó là cái việc chỉ phân biệt cái đồng tiền thôi cũng khá là khó khăn. Thì nếu như chị dạy cho bé, chị sẽ dạy theo cách nào? Thì em cũng dạy rồi, tức là thường á thì các bạn khiếm thị có cái kỹ năng riêng của mình. Ví dụ như em nói đây, cái tờ này là cái tờ 100 này, cái tờ này cái tờ 200 này. Thường có mấy cái tiền mệnh giá lớn vậy em ít có dám đưa cho bé, tại vì sợ bé lộn á. Vâng. Với lại là bé cũng không có xài gì nhiều, thành ra là không có đưa cho bé mấy cái tiền mệnh giá lớn. Thì cùng lắm là cái tờ 100 thôi, thì nghĩa là đưa cho bé thì nói là đây cái tờ này là 100 này, còn cái tờ này là 50 này. Thì bé nó có những cái cách sờ, rồi nó có những cái cách nhận dạng. Tức là mỗi người có cách nhận dạng riêng. Thì là cái đó là cái việc của bé kỹ năng. Thì là em thì nói chung là có thể gặp lại thì cái kích thước nó sẽ khác nhau. Thì cũng nói bé là cái này kích thước nó lớn hơn nè, cái kia kích thước nó nhỏ hơn xíu nè. Rồi con sờ, con tự sờ, con tự nhận dạng và con tự nhớ riêng cho con đi. Chứ bây giờ là chỉ vậy thôi, chứ giờ cũng không biết chỉ làm sao nữa. Thì em trước em có gặp, tức là em gặp nhiều người khiếm thị, thì có một chị này đưa tờ nào cái là chị rờ cái là chị biết. Rất là hay. Đó là không chạch bất cứ tờ nào. Đấy thì với lại có một số người họ dùng cái kỹ năng là họ đo. Ví dụ như họ có một cái tờ mẫu là 20 ngàn, ví dụ như 10 ngàn nó hụt một xíu hay sao đấy. Rồi 50 nó lớn hơn xíu, đại loại như thế. Thế rồi ví dụ như thì cái đó thì em biết cái gì thì em trao đổi với chị để chị rèn luyện cho bé thành cái kỹ năng. Thì dạ, thì thưa đây em xin gửi chị cái số tiền là 6,5 triệu, chị đếm lại giúp em ạ. Dạ, để phụ với cháu một phần cái học phí của cái học kỳ 2. Thì cũng lẽ ra là em phải tới tận nhà, nhưng mà hôm nay tụi em cũng làm mấy cái chương trình cho người khiếm thị ở đây nên là không có tới được, thì chị cũng thông cảm dùm. Dạ, cảm ơn anh nhiều và cảm ơn bác cả ở Cali ạ. Thật sự thì bây giờ đối với em là một cái số tiền như vậy nó rất là khó khăn, tại vì em là bây giờ là em làm việc nhà nước mà em làm giáo viên nữa, thành ra là cái giờ giấc thì nó cũng cố định đó, thì cái giờ mà về thì mình cũng tranh thủ để mình chỉ dạy cho con mình rồi mình về nhà dọn dẹp nhà cửa này kia nữa, thành ra là các con thì nó còn quá nhỏ, bé kia thì còn quá nhỏ, bé thì lại khiếm thị nữa, cho nên là tất cả mọi công việc đều một mình em lo hết, thành ra là không có thời giờ nhiều á, thành ra là cái số tiền được cái số tiền như vậy để mà lo cho con thì thực sự là nó rất là đỡ đần trong cuộc sống rất là nhiều, tại vì bây giờ là lo cho hai bé thật sự rất là khó khăn. Cảm ơn chị. Rồi, con có muốn nói gì không? Với lại con cảm thấy là những người mà không thấy đường mà có thể sử dụng được điện thoại thông minh và điện thoại thông minh với là máy tính một cách thành thạo hơn cả những người bình thường. Vậy à, con ở nhà có xài máy tính không? Có. Bữa nào chú tới chú xem một ngày. Với lại con có xài điện thoại. Xài điện thoại. Rồi, xài điện thoại là để... Cái này để con biểu diễn nha. Nào con biểu diễn. Đây, con mở khóa ra nè. Đây, tắt chế độ máy bay. Còn đây là bây giờ vô nhắn tin nha. Trước khi nhắn tin thì con phải bật 3G lên cái đã. Tức là chú hỏi là ý là cái này
Cái này nó có một cái ứng dụng là Talk đúng không? Tức là nó sẽ nói phát âm lên để cho mình biết là mình đang xài ứng dụng gì đúng không? Dạ đúng rồi, đây nè, cái này không, cái này không phải là TalkBack mà cái này là Jisoo cộng. Đây là con đang xài hai phần mềm. Mà đây. Để con chỉnh thật là chậm cho chú nghe cho nó rõ. Tại vì nó hơi nhanh. Bé sẽ dùng những cái công cụ là cái điện thoại thông minh, nhưng mà nó có cái chức năng là chuyển cái ký tự hoặc cái văn bản nó sang giọng nói, và người khiếm thị họ sẽ nghe cái thông tin đó để người ta xử lý. Thì những cái ứng dụng này các bé có thể đặt Grab này, rồi học hành này, tìm kiếm các thông tin ở trên này cũng có luôn. Thì thưa cô bác anh chị, thì hôm nay bé Việt Hoa cũng muốn gửi một cái ca khúc tới để cảm ơn bác cả Kali, cũng như là gửi tặng quý khán giả kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Thì con lựa chọn được bài hát nào nhỉ? Dạ con đang chọn bài hát Mẹ Tôi. Bài Mẹ Tôi của nhạc sĩ Trần Tiến. Rồi. Rồi bây giờ ca sĩ Việt Hoa sẽ trình bày ca khúc Mẹ Tôi do nhạc sĩ Trần Tiến sáng tác. Mẹ ơi, con đã xa rồi, con ngồi nhớ mẹ như trẻ. Ngày xưa cha ngồi uống rượu, mẹ ngồi đan áo ngoài hiên, mùa đông cây bàng lá đổ. Ngày xưa chỉ hát vu vơ những câu ca cổ cho em nằm mơ. Ngày xưa cho con tắm khăn quàng cổ ấm hơi mẹ tôi. Ngày xưa bên giường cha nằm, mẹ ngồi xa vắng nhìn cha, thương cha chi lớn không hài. Biển sóng thế cao, một ngày nhớ mẹ sống cha u khơi xa. Trời gió trong ngàn sao say, mẹ ơi thế giới mênh mông không bằng nhà mình. Tuổi thơ như chiếc gối em cho tuổi già trèo lên xây núi thiên thai. Ôi à, mẹ ngồi trong máng mây vàng, mẹ ơi hãy dẫn con theo ya để con mãi mãi bên mẹ. Mẹ ơi thế giới mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho phú quý vinh quang không bằng có mẹ. Trèo lên dãy núi thiên thai, mẹ tôi về đâu? Ngàn năm mây trắng bay theo ya, mẹ ơi, mẹ về đâu? Rồi, cảm ơn con như là một ca sĩ chuyên nghiệp ấy. Rồi em cũng cảm ơn chị và cháu nha. Dạ. Dạ. Rồi chúc con khỏe nhá. Dạ. Rồi.